Xin chào anh. Chào anh. Dạ chào. Con chào chú đi. Hello con. Con chào chú, tay đâu con? Ơi xấu hổ. Chương trình có gửi cho em một cái nhiệm vụ cho mình thì đây là cái nhiệm vụ của anh. Cảm ơn. Tên là em. Cầm này. Đưa cho bố đọc. Em đọc nhá. Dạ. À, nhân dịp ngày của mẹ thì hai bố con sẽ cùng tạo ra một điều bất ngờ dành cho mẹ. Dạ. Ok, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh làm một cái sản phẩm để cho anh và bé có để tặng cho mẹ. Thì bây giờ mình sẽ mặc tạp dề trước ha. Vâng ạ. Ok, bây giờ mình sẽ... Có tạp dề cho bé không ạ? Dạ có ạ. Ôi hay quá. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho con và bố làm một cái sản phẩm là một cái bình hoa. Thì cái này mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật rất là cơ bản cho dành cho những người mới học làm gốm nhé. Vâng. Đây là đất sét. Đất nặng đấy. Thì đất sét này mình đã được nhồi rồi. Vâng. Thì bây giờ mình chỉ có lấy ra để mình xài thôi. Rồi bây giờ mình sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ đầu tiên để mình làm cái bình hoa là mình sẽ đi từ dưới đi lên. Có nghĩa là mình sẽ xây từ cái phần dưới đáy của mình trước. Thì bây giờ con lấy giùm thầy một ít đất sét như thế này. Đó. Hoặc là mình nhờ bố lấy cũng được. Bây giờ mình sẽ vo lại thành một con viên bi. Bố cầm ấy cho đấy, con vo lại đi. Đây bố làm cùng cam, em làm cùng cam nhé. Okay. Đây con vo lại đồng bộ. Đây cục này hơi to đúng không? Đây con vo bé thôi. Đấy. Đây bố vo cục to nhá. Con vo lại. Vo tròn lại luôn. Dạ đúng rồi, vo tròn lại. Thì cái này giống đất nặn ở nhà con chơi không? Hả? Ở nhà thì bé cũng rất là có nhiều cái bộ đất nặn màu ấy ạ. Cũng rất là hay chơi cái này, xong rồi hay kiểu vo viên, kiểu nặn dài, nặn bánh các thứ. Con nặn đi, đấy, vo dùng bố này, vo tròn này. Rồi xong bây giờ mình sẽ đặt nó vào chính giữa của cái bàn xoay. Rồi bây giờ thầy nhờ con làm một cái chuyện này nè, là bây giờ mình sẽ dùng tay của mình nè. Mình sẽ tán cái này cho nó dẹp ra. Rồi 1, 2, 3. Xong rồi sau đó mình lại xoay nó một lần nữa. 1, 2, 3. Ok. Con thích mà. Đây đây cục bé của con đây. Cục bé con làm cục bé. Bây giờ bố sẽ cầm tay con làm nhé. Ok bố để đây. 1, 2, 3. Tiếp này. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ cái vòng tròn này của mình nè, cái đáy này của mình nó không được tròn. Thì bây giờ mình sẽ cắt bớt để cho nó tròn. Thì thầy cho con một cái cây kim, rồi con cầm giúp cái kim thầy. Bây giờ thầy sẽ xoay cái bàn xoay nhẹ nha. Rồi. Rồi. Cắt. Ôi, đúng rồi, giống như là cam cắt bánh ấy. Tròn đấy nhỉ. Rồi. Wow. Xong chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái lượng sét giống như hồi nãy nữa. Đấy. Rồi. Ra đây cá. Nhìn nè. Ra đây nặng. Đây từ đôi bố bé ngồi lên người bố. Đó. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ bóp cho nó thành một cái thanh như thế này. Đó. Rồi mình lại lăn ở trên bàn. Đấy con lăn này ở nhà con cũng lăn thế anh còn gì nữa. Đây mình lăn ở trên bàn như thế này. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ dán nó lên. Thì dán nó lên thì mình sẽ dán như thế này. Đó. Được không? Rồi, bây giờ con làm giúp thầy nhé. Con dán lên này. Rồi, bố giúp con làm không sao cả. Đây, con đứng đây bố giúp. Ui giời. Nào, đây con dán nào. Tay đâu. Đứng đây, dán. Đây, đúng rồi. Đấy, bên này nữa. Đó. Đấy, con thấy không? Con thấy thầy với cả bố làm này. Bé Cam vẫn còn ngại thầy lắm nên là bố Kiên đành phải tự làm. Con có tặng mẹ không? Con làm cái gì tặng mẹ đấy? Hả? Xấu hổ. Sao gì mà phải xấu hổ? Mình đi làm mà. Cam bôi cho bố nào. Bôi nước vào cho bố. Cái gì? Bảo đi giúp bố mà ông chả giúp được cái gì này à? Cam ơi, cô quét hộp bố nước đấy. Thế con không làm gì à? Hả? Chán thế. Con làm kem à? Bỏ ra. Hả? Con làm kem à? Ai bỏ ra? Hả? Con nói như thế nào nhỉ? Hả? Nói lại, bố bỏ cho. Nói to. Ừ. Nói to. Không xấu hổ Cam, bố không thích cái tính xấu hổ như thế đâu. Con kệ thầy đi, nào con nói đi. Nói cho bố nghe. Hả? Con nói đi. Nói nào. Ừ? Nói nào nhỉ? Mẹ hát mẹ liên quan gì ở đây? Hả? Bố còn có chuyện đấy. Hả? Tại vì là mình cũng bận công việc, nhưng mà hầu như là nếu mà trừ cái thời gian Cam đi học ra thì mình ở với Cam từ bé đến giờ là gần như là tối đa. Tại vì lúc nào khi mà Cam đi chơi thì cũng đều sẽ là có đầy đủ bố và mẹ. Nên là có thể hôm nay khi mà Cam nghĩ là hôm nay đang đi chơi, tại sao lại mẹ đang ở nhà thế mà mẹ không đi cùng, chắc sẽ hơi thắc mắc. Cam ơi, bố bảo này, bố nói này, nhìn bố này, nhìn đây là thầy giáo của mình nhá. Thầy dạy mình làm đức nặng, cho nên là con không được xấu hổ. Ok, con phải vui vẻ với thầy nhá. Ok, hứa nào, không xấu hổ nữa nhá. Rồi, mình sấy nhá. Giờ mình sấy bạn Bình nhá, để cho mang về tặng ai nhỉ? Mẹ. Tặng mẹ. Mẹ Nhân. Tặng mẹ gì nhỉ? Tặng mẹ Loan. Đúng rồi, tặng mẹ Loan. Rồi, bây giờ anh vuốt cái này cho nó mượt lại giùm em xíu ha. Em sẽ đi mẹ sấy. Làm này gì bố không? Nào, con cầm này. Dạy cái tay đấy. Con thấy đẹp không? Đẹp nhiều hay đẹp ít? Đẹp nhiều mà nhỉ? Thích không? Có gì? Nói to. Vậy là chiếc bình tặng mẹ cũng đã ra hình thù rồi đây này. Không biết là thành quả cuối cùng sẽ như thế nào đây? À, bông hoa con làm à? Để đấy. Con để đây nhá. Xong rồi tiện mình gắn lên một thể nhá. Con làm tiếp đi. Này. Trước khi mình gắn nó lên là mình phải làm cái gì? Con bôi nước đã. Con lấy cái bút lông con cho nước vào em hoa đã. Rồi mặt sau này. Đúng rồi. Rồi lấy ít thôi. Rồi con vẩy bớt đi. Đúng rồi. Chính xác. Con cho vào đây. Chấm một cái. Đúng rồi. Bên này chấm một cái. Đúng rồi. Rồi con dán lên bình đi. Con dán cái chỗ nước ở lên bình rồi, con dán lên bình đi. Đúng rồi, chính xác. Yes. Con nào con dán ở chỗ khác nữa, xung quanh cái bình. Đúng rồi, giỏi thế nhở. Tiếp này. À, nhúng nước đã. Okay. Tiếp nào con. Đúng rồi, con nhúng vào một cái. Đây để bố với cả thầy làm hoa cho Cam chơi nhá. Nhúng một lần thôi con, chấm một chấm thôi. Không chấm nhiều. Rồi. Chưa trông chưa nhiều nữa đúng không ạ? Yes, xong. Con thích không? Đưa con tôm màu gì? Tôm màu hồng nhá. Thơm bố. Còn sáng nay là một cái nhiệm vụ mà phải làm gốm. Thì thật ra là trong cái tư duy của Cam thì Cam vẫn chưa thể nào làm được cái bình đấy. Bản thân mình làm đấy rất là khó. Thì Cam cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi đất nặn và đó là đất nặn giống như đất nặn Cam chơi hàng ngày thôi. Cho nên là sẽ không có một cái khái niệm là kiểu để làm cái bình ấy, các thứ gì cả. Nhưng mà đến cái công đoạn mà tô màu thì Cam hiểu được cái vấn đề là sẽ tô màu lên cái bình này để về tặng cho mẹ. Thì Cam cứ vậy là tô thôi. Bây giờ mình có thể chọn màu tô rồi nhé. À, con chọn bút đi, con chọn bút đi. Đấy, đúng rồi, con nhúng vào màu. Chắc chắn là cái bình này nó sẽ rất là lem nhem và rất là nhiều màu. Đúng rồi, đấy, con thích tô, chỗ nào thì con tô. Tô hết màu trắng đấy à? Con có tô các màu khác không? Tí các con. Tí con tô á? Điều con cứ tô màu trắng đã hả? Dáng tô kiểu gì đấy? Hả? Ôi rồi lại còn cả màu đen nào? Hả? Linh tinh đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ghi tên gia đình của mình lên trên sản phẩm. Con muốn ghi tên là gì? Cam Cam nhá. Ok, Cam Cam. Cứ viết lên thôi như bình thường thôi. À đây. Ok, rồi ạ. Ok. Rồi bây giờ mình rửa tay. Mình hoàn thành xong sản phẩm của mình rồi. Yeah, hello. Yeah. Vậy là sau một buổi sáng làm gốm vất vả thì bố Kiên và Cam cũng đã hoàn thành một chiếc bình xinh xinh để tặng riêng cho mẹ Loan.